Bệnh viện Bỏng Quốc gia trong 2 tuần gần đây đã cấp cứu nhiều trường hợp bị bỏng, nguy hiểm đến tính mạng do tự chế pháo. Đa số bệnh nhân đều trong độ tuổi thanh thiếu niên với đa chấn thương, di chứng để lại rất nặng nề. Việc điều trị khó khăn, nhiều trường hợp phải cắt bỏ tay hoặc chân, thậm chí khi vết thương không thể tái tạo dẫn đến tàn phế. Thời gian qua, tại nhiều địa phương trên cả nước liên tiếp xảy ra các vụ tai nạn liên quan đến việc tự chế pháo nổ. Dù cơ quan chức năng liên tục cảnh báo và có lệnh cấm đốt pháo tự chế, nhưng nhiều người vẫn lén lút chế tạo thuốc pháo. Bệnh nhân không biết được nguồn gốc xuất xứ của cái thuốc pháo này từ đâu. Mức độ hiểu biết trong cái việc mà chế tạo cái pha thuốc pháo thì không biết được là cái quy trình, cái cách thức để tạo ra một cái pháo. Trong quá trình mà tự tạo thì có thể là gây tai nạn ngoài cái khả năng kiểm soát.